Chào các bạn, hôm nay AutoShop bắt đầu nhận xe những chiếc xe đầu tiên đã trở lại sau đợt dịch vừa rồi. Và trong chế độ bình thường mới thì chúng tôi bắt đầu lắp đặt những dòng sản phẩm đình đám hiện nay lên xe. Ví dụ đây là dòng sản phẩm GTR Premium với chương trình khuyến mãi cực kỳ sốc. Các bạn có thể nhìn thấy được là cái hình thù của nó. Trên bao bì là một hình hai con robot Transformer đang đấu với nhau, hiện được ánh sáng của nó rất là kinh khủng như thế nào. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ đi kèm với một cái túi. Đây là một cái túi hàng hiệu đến từ thương hiệu Lee & Tee, một cái thương hiệu của Việt Nam và cực kỳ nổi tiếng với hệ thống trên 30 điểm trên toàn quốc. Và cái túi này thì do là mình để túi nên nó chưa có phồng ra. Khi mà chúng ta làm phồng xong thì sao? Nó sẽ rất là đẹp. Và cái túi này mục đích của Auto Barcelona muốn nhắn nhủ đến khách hàng là gì? Sau đợt dịch này chúng ta sẽ phải bắt đầu được cuộc sống bình thường mới. Và đây là một cái túi mà Auto Barcelona muốn gửi gắm đến khách hàng. Chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường và đi du lịch như bình thường. Và hy vọng với món quà này sẽ giúp cho khách hàng có thêm những hành trang để di chuyển trong những cung đường, cũng như là cái độ sáng của cái sản phẩm GTR Premium đủ sức để cùng khách hàng chinh phục cái quãng đường đó.